Hello, hôm nay chúng ta quay lại với buổi mới tiếp theo của bên TPBank nha. Thế thì trong 1-2 hôm vừa rồi thì thị trường cũng biến động rất là mạnh. Và ngày hôm qua thì nhớ TPBank giảm đến 5%, hình như là VNIndex hôm qua cũng phải giảm đến 20 điểm thì phải. Và hôm nay đầu giờ cho đến cả buổi chiều là đều giảm, đúng không? Đến tận sát cuối giờ thì bắt đầu mới đúng lại, đúng rồi, hôm qua âm 27 điểm, rất mạnh. Còn hôm nay thì đóng cửa thì cũng không tăng giảm mấy, tuy nhiên là thực ra nó diễn biến ở trong cái khoảng cuối giờ chiều, đúng không? Thực ra như lúc mình nhớ mình xem cũng phải mấy điểm rồi. Rồi lúc thấp chỉ có 0.31 thôi, tức là cách đây là khoảng đến 20 mấy điểm. Vâng, như vậy là hôm nay tưởng là một phiên giảm mạnh, đúng không? Cuối cùng thì không phải. Nó đã bốc lên rất là khó hiểu. Rồi. Vào đấy tình hình thị trường thì như vậy, đúng không? Tuy nhiên TPBank thì cũng tương đối ổn định. Đấy lúc thấp nhất thì đỏ một chút, thứ ba thì đấy. Cuối cùng thì đóng cửa được 24, đúng không? Tăng nhẹ 0.4. Nhìn chung trong khoảng giờ cũng giá cũng ổn định, hôm nay ra khớp cũng không phải là nhiều lắm, 4 triệu bình thường rồi. Gọi là mức tạm tạm. Và hôm nọ thì mình cũng đang chạy dở được đến trang 25/47 của báo cáo thường niên, cũng gần như hết cái phần nội dung liên quan đến thông tin doanh nghiệp rồi. Ở đây thì nhớ ông bán là mình đang còn 5 triệu khách hàng, đúng không? Một điều chỉnh tích cực, rồi lại 2021 ok, tổng tài sản là như này. ROE toàn ngành thì cũng ok, cao hơn, đúng không? Ở đây thì nhanh tay, đúng không? Mình làm được cái phụ lục và tổng cả cái các ngân hàng nó biết, đúng không? Đấy, mình lấy số liệu từ 27. Đây là cái số liệu nó cũng tương đối thôi, cũng không đúng được hết 100% đâu, đúng không? Thì có một số dữ liệu báo cáo quý là mình không lấy được. Còn báo cáo năm thì tương đối đầy đủ. Đây thì trong năm vừa rồi thì mình có cập nhật thêm báo cáo quý nữa, đúng không? Chúng ta nghe cho nó sát sườn, đúng không? Lý kỹ thì thấy là trong quý 4, quý 4 vừa rồi thì huy động của TPBank là cực kỳ tốt, tăng đến 19,5% và vượt xa cho ngành, vượt xa. Thế còn cho vay thì vẫn tăng tốt, tăng 3%. Nói chung thì hai quý, đúng không? Hai quý vừa rồi là đều ok, rất cao. Mình nghĩ là mọi thứ vẫn đang xuôi. Thậm chí là TPBank còn đang chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt đến 25%, tỷ lệ cực kỳ cao. 25% chỗ này là tương đương 1/4, chỗ này là tương đương khoảng 4.000 tỷ. Như vậy sau đợt tăng vốn đấy thì 32.000 chỉ còn khoảng 28.000 thôi. Hiện nay thì theo cái này thì xác sổ sách khoảng tầm 20, đúng không? Như vậy là cũng rất xa giá này. Vâng. Còn trong quý 1 thì chắc hàng năm thì ngân hàng cũng đang lãi khoảng tầm 1.500 một quý, đúng không? Theo như năm vừa rồi là khoảng như vậy. Đúng rồi, đúng không? Khoảng 1.500 một quý. Như vậy là cổ tức đã hết đến 4.000 rồi, đúng không? Như vậy là tương đương với gần 3 quý. Tỷ lệ cực kỳ cao. Và như vậy chắc là cũng phải rất ok thì họ mới thực hiện được như vậy. Với con số tuyệt đối thì riêng trong kỳ vừa rồi thì tăng được khoảng tầm 32.000 tỷ liên quan đến tiền gửi, cực kỳ tự tin trong việc chia tiền mặt. Rồi chúng ta chạy tiếp, hôm nọ như bán ở đâu đây thì phải. Và hôm nọ thì nhớ như ở cái đoạn liên quan đến ngoại tệ vàng, đúng không? Chúng ta xem thử kỹ xem như nào. Với mục tiêu của Newton khả năng đó là tuân thủ quy định của ngân hàng nhà nước đến kết thúc 2021, tổng đầu tư của TPBank và trái phiếu chính phủ, trái phiếu của các tổ chức đạt khoảng 44.000 tỷ, tăng khoảng 19% so với đầu năm, giúp đảm bảo dự trữ tài khoản ngân hàng cũng như đa dạng hóa các kênh đầu tư. Tiếp tục là đứng trong danh sách các nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của chính phủ cho do Bộ Tài chính công bố. Việc lãi suất trái phiếu tổ chức tín dụng giảm mạnh trong lúc tiếp tục việc đầu tái đầu tư. Việc đấy là cuối 21 rồi, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ đến giờ này là thậm chí là sẽ còn đang tăng chứ không phải là giảm, đúng không? Mặc dù chúng mình đã linh hoạt trong việc điều chỉnh tỷ trọng đầu tư sang trái phiếu có tổ chức kỳ hạn ngắn để hưởng lãi suất cao hơn so với trái phiếu chính phủ và giảm bớt rủi ro về lãi suất. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng số lượng khách hàng mới giao dịch ngoại hối tăng lên đáng kể. Doanh số mua bán ngoại tệ là khoảng 4,69 tỷ đô. Tôi không biết đây là cao hay thấp nữa, đúng không? Thoáng qua thì có vẻ như hơi to. Và nhân dịp nhắc đến ngoại tệ, đúng không? Chúng ta đây ngoại hối đây, đúng không? Ngoại hối đây rồi. Như vậy là riêng trong năm 2022, đúng không? Tổng liên quan đến cái thu ngoại hối là khoảng 410 tỷ. Và đây là từng quý. Đấy còn lại liên quan đến khoản mục vừa được nhắc đến là liên quan đến đầu tư về trái phiếu, đúng không? Trái phiếu. Đây. Là khoảng 74.000 tỷ. Và so với cuối năm ngoái là khoảng 62, như vậy là cũng tăng khoảng 20% thì đấy, tăng khoảng 12.000 tỷ. Và như vậy là nó mình cũng không biết đây là cao hay thấp, đúng không? 74 trên này là khoảng hơn 20%. Còn trên toàn hệ thống thì là 27 ngân hàng 50 miết nhỉ, ở 3 sàn chứng khoán thì đây là 1,5 triệu, còn đây là 12.000 tỷ, 12 triệu tỷ, đúng không? 12 triệu tỷ, như vậy là nó chỉ khoảng tầm 12%. Còn của TPBank thì liên quan đến các khoản đầu tư và trái phiếu thì là lên đến khoảng hơn 20%. Như vậy rõ ràng là tỷ trọng là tương đối cao. Còn nếu mà xét riêng ra là cho vay trên tổng tài sản thì đâu đó khoảng tầm 50%, đúng không? Trên toàn thống như này. Như vậy có thể thấy là cái kết cấu này ấy, dẫn đến việc là trên tổng tài sản hay còn là của TPBank là có thể thấy là mức độ phụ thuộc tín dụng là thấp. Mình nhìn như này mình cảm thấy là rất là thấp. Vâng, họ dồn tài sản sang bên chứng khoán đầu tư, trái phiếu này, họ dồn sang cho vay ngân hàng khác này, nhưng mà như vậy có thể thấy là TPBank là cái mức độ nó mức độ là về tài sản nó của tín dụng thấp, và như vậy có thể thấy rủi ro của ngân hàng thấp, và đấy là mình nhìn được như vậy. Và như vậy là ngân hàng ưa thích khẩu vị rủi ro thấp. Vì thực ra cho vay thì là lãi suất thường là tốt nhất rồi, tuy nhiên là rủi ro sẽ cao hơn. Ở đây thì nhìn phân bố tài sản thì như vậy. Đấy, là khác biệt. Một ngân hàng là cực kỳ thận trọng. Thì cả bên tỷ lệ nợ xấu là mình ngó được, mình cũng cảm thấy như vậy. Mình thấy là tỷ lệ xấu họ rất là tốt, rất là thấp, 0,84%, trong khi toàn bình quân toàn ngành là 1,6 rồi, đúng không? Con số mình thống kê được là trên kia là 1,6. Vậy là TPBank là một ngân hàng ưa thích rủi ro thấp. NIM cũng tốt, đúng không? Cũng 3,9, như vậy là cũng hơn cả ngành có 3,82 thôi. Và chi phí huy động vốn thì cũng gần bằng bình quân, cho vay thì nhỉnh hơn một chút, như vậy là khẩu vị cũng rất là ok. Những cái gì đang nhìn thấy đây là cực kỳ ok. Thế thì còn bây giờ chỉ còn mỗi cái liên quan đến trái phiếu, đúng không? Mình nhớ là như là có trái phiếu doanh nghiệp, đây là một thứ cực kỳ nhạy cảm. Đây. Đến năm vừa rồi thì con số đây là 21, trên tổng cả hệ thống các ngân hàng năm nay biết là 180.000 tỷ. Hình như là sợ là số liệu đấy chưa đủ, bởi vì có một số ngân hàng ở trong báo cáo quý 4 là người ta chưa công bố cái thuyết minh về cái này, có một số thôi, hình như là vẫn chưa đủ đấy. Còn là như vậy có thể thấy là tỷ lệ này là chiếm khoảng 10%, còn trong doanh nghiệp không biết là doanh nghiệp nào. Còn mảng bên chính phủ rồi ngân hàng khác, tổ chức tín dụng khác thì chắc là cũng ok rồi, mình cũng không băn khoăn gì cái đấy cả, đúng không? Vậy thấy là một cái rủi ro tiềm tàng ở đây là họ có trái phiếu doanh nghiệp, bên tín dụng rất là thận trọng, đúng không? Có trái phiếu doanh nghiệp, 21.000 tỷ ở thời điểm cuối 22, đúng không? Đấy là cái thứ mà mình nhìn thấy được. Hy vọng là với một cách rất là trọng như vậy thì họ không vướng vào các trái phiếu của công ty bất động sản, đúng không? Thì to việc. Tất nhiên là đi học cổ đông đợt tới có thể ai đó có đi học thì nhớ hỏi, đúng không? Xem như nào. Trong những tháng cuối năm, sản phẩm chuyển tiền quốc tế phát triển mạnh mẽ, nhà nước Anh có chính sách thúc đẩy bán tốt, tận dụng được hầu hết các cái đợt biến động giá vàng để kiểm soát trạng thái kịp thời và mang lại nhuận đáng kể, đúng không? 410 tỷ cũng không phải là con số lớn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thử so sánh tỷ lệ chung với toàn hệ thống, đúng không? Toàn hệ thống thì đâu đó được khoảng 18.000 tỷ. Và năm ngoái là khoảng tầm 13.000, năm trước nữa 11.000, như vậy 2 năm qua thì bảng ngoại hối vẫn cho một cái kết quả rất là ok. Rất ok. Và TPBank thì năm trước là 370, năm nay 401. Vậy cũng gọi là tăng được khoảng tầm 10% gì đấy, không phải lớn. Và cũng được coi là cao nhất gần đây, nói chung 3 năm nay đều cao. Và như vậy là tất nhiên là mức tăng thì mình nghĩ là không bằng thị trường rồi, đúng không? 13 đến tận 18 cơ. Có thể thấy là mảng lãi hối, đúng không? Chưa phải là nó góp gì ghê gớm lắm. Và lãi trước thế cả hệ thống là 246.000 tỷ. Trong đó lãi hối là khoảng 18, như vậy chỉ khoảng tầm 7% thôi, đúng không? 400 tỷ, như vậy tỷ lệ thì cũng na ná, đúng không? 7.800 tỷ lãi trước thuế, 410 tỷ, như vậy chỉ hơn 5%, như vậy là nó hơi thấp một chút, đúng không? Nhưng mà tất cả ngoại hối thì không phải là thứ quan trọng. Rồi, đúng không? Hoạt động định chế tài chính, đúng không? FI nhờ uy tín tăng cao, mở rộng hạn mức, đúng không? Quan hệ với các định chế tài chính, cụ thể hạn mức MM, FX và trade finance từ các cái định chế tài chính trong nước và nước ngoài cho TPBank bằng 136 tổng hạn mức của năm 20, đúng không? Như vậy là hạn mức chắc là liên quan đến ngoại tệ ngoại hối rồi, đúng không? Nhiều đến là lớn trong đó, đặc biệt là ADB đạt mức từ 125 lên thành 175 triệu. Cho nên tổng quy mô đi vay cho vay hoạt động định chế tài chính và giống như kiểu ADB, đúng không? Rồi World Bank thì lại và nó tăng 36% so với 20. Tổng quy mô đi vay và cho vay của các liên quan đến tài trợ thương mại nó lên đến khoảng 37.000 tỷ đúng không, và bằng khoảng 242% trong 2020, giúp nó cạnh thị trường thị trường này trade finance đúng không? Tài trợ thương mại cả trong một cái nước rồi đúng không? Và như vậy có thể thấy là nó được đánh giá cao rất nhiều, tăng như này, tăng rất mạnh. Tài trợ thương mại, trong khi mình nhớ là, và tất nhiên nó là gồm cả hai chiều đúng không? Đây, huy động thì 194.000 và cho vay thì khoảng 160 đúng không? Như cộng hai lại khoảng tầm 300 mấy gì đấy đúng không? Trong khi ở đây là liên quan đến tài trợ đã được đến khoảng 37.000 tỷ rồi, rất cao đúng không? Hoạt động này mình đánh giá là như thế là rất tốt, bởi vì nếu mà như thông qua các ngân hàng trong nước thì các định chế tài chính người ta muốn tài trợ để làm điện tái tạo đúng không, điện sạch rồi làm nước đúng không? Chi phí như thế là rất là rẻ, góp phần làm giảm chi phí huy động vốn. Tiếp tục thực hiện tốt xây dựng khung mô hình về vận hành đề xuất, đã áp dụng 3 trụ cột của Basel 2 về mức đủ vốn và trở thành một trong ngân hàng đầu tiên của Việt Nam triển khai trong 3 trụ cột của Basel 2 đúng không, thực hiện báo cáo tuân thủ đầy đủ rồi. Ok, và ngày nay thì cũng được KPMG thực hiện rà soát xác nhận tuân thủ hoàn toàn các quy định của Basel 3 đúng không? Như vậy là đã Basel sau rồi. Đồng thời mình đã hoàn thành các yêu cầu của IFS 9, hoàn thành rà soát các bộ yêu cầu của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế gồm 41 chuẩn mực với chuẩn mực kế toán Việt Nam đúng không? Công tác nhân sự và đào tạo, tổng số cán bộ nhân viên của Liên bang tại thời điểm 31 tháng 2 năm 2021 là 7.505 người và tăng 311 người, tăng 43% so với 2020, chủ yếu là tăng do định hướng mở rộng lực lượng bán đúng không? Dự án trọng điểm, mở rộng chi nhánh và đẩy mạnh mảng tín dụng bán lẻ. Và liên quan đến những khoản mục này đúng không? Thì như là mình nhớ mình có thống kê. Rồi đây mình là bình quân đúng không? Tuy nhiên chúng ta có thể vào đây là đến cuối năm 2022 đúng không, là TPBank đang có 8.983 người. 8.983 người. Nếu tính bình quân thì cũng hình như cũng tăng rất là mạnh. Tính bình quân ở đây là mình tính theo phương pháp bình quân là tăng đến 15%, và nếu cả hệ thống đúng không, thì là số nhân sự là khoảng hơn 266.000 người rồi đấy, và là 5,8 thôi của TPBank là tăng đến 15%. Ở đây chúng ta lấy con số tuyệt đối là 8983 đúng không, 8983 đấy, và cuối 2022 là 8983, và năm nay mình ghi nhận tăng siêu mạnh. Và như vậy 22 là tăng đến 1.400 người, và tăng rất mạnh đúng không? Tăng gần 20%, tăng 19,69%. Như vậy đây là một biểu hiện đúng không? Của một sự mở rộng, bởi vì thực ra là trong cái quá trình mà mình đi hoặc là những cái bạn thích những cái công ty tăng trưởng thì phải là ngày xưa có 3 nhà máy, bây giờ là phải có 4 hay có 5 nhà máy đấy, và cả ví dụ như là những bán lẻ, ví dụ ngày xưa nó có 500 cửa hàng, phấn đấu là sang năm là có 1.000 cửa hàng đúng không? Đấy là những cái thứ biểu hiện ra đúng không? Là cực kỳ lý tưởng. Và như vậy là với cái việc tăng người rất mạnh trong năm 2022 đúng không? Để chúng ta có thể là kỳ vọng đúng không? Tăng người mạnh. Thực ra là ngân hàng là con người là quan trọng nhất mà, tăng người mạnh thì đấy là cơ sở đúng không, để các năm sau đúng không, như 2023 là tăng mạnh về hoạt động, tất nhiên là bao gồm cả doanh thu đúng không, bao gồm cả lợi nhuận. Ở đây doanh thu thì chắc là tín dụng rồi đúng không, lợi nhuận, đấy là những cái biểu hiện ban đầu chúng ta nhìn thấy, và tăng mạnh hơn ngành đúng không, hơn ngành. Đấy, ngành thì tăng bình quân đâu có hơn 5% thôi đúng không? Đây là cái con số mà mình được cập nhật nhìn thấy đúng không? Cái con số như vậy đúng không? Thế đây là con số bình quân đúng không? Còn chúng ta nhìn chi tiết vào thế từng thời điểm đúng không? Của quý 1, của quý 2, quý 3 và của quý 4 đúng không? Các quý đều lên rất mạnh. Thu nhập bình quân thì cũng kéo ngày một chút thôi đúng không? Tuy nhiên có thể do cái quá trình tăng người nhanh quá đúng không? Mình nghĩ là nó bị như vậy. Chứ còn những người làm lâu thì chắc là thấp hơn ngành nhau. Rồi. Vâng. Mình tiếp tục chú trọng công tác đánh giá tạo cơ hội tăng tiến cho cán bộ nhân viên, tỷ lệ bổ nhiệm cán bộ quản lý từ nguồn nội bộ đạt mức khoảng 54%, gần như nửa. Và như vậy họ cũng đi từ nội bộ lên, mình thấy giống như thế động họ cũng đi rất hay đi từ nội bộ lên, và có thể cái hướng này cũng ok. Trong đây một thì cũng đạt giải thưởng các top 100 tốt nhất Việt Nam này, thứ hạng 3 trong ngành ngân hàng này, tăng 2 hạng sau 20 này, thứ hạng 31 trong 100 đơn vị tốt nhất Việt Nam này, tăng 11 hạng này. Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu và nhà tuyển dụng hấp dẫn này, lĩnh vực công nghệ thông tin đúng không? với tinh thần chuyển đổi số quy luật, đúng không? Đây là đúng một thế mạnh của ngân hàng bây giờ. Thì mình đã đầu tư nguồn lực chuyên trách, triển khai đồng thời nhiều dự án giải pháp mới với hàm lượng công nghệ cao, tạo bước đột phá về chuyển đổi số. Xây dựng của dự án Rocket, thành lập team IND thì chắc là phát triển rồi, hoàn thành nghiên cứu Bio Center, đúng không? Chắc là mình đọc thôi. Đấy, xây dựng nền tảng rồi, triển khai 228 bot trong 21 vượt xa